Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của lật tập cuối của câu chuyện dài kỳ Người Hút Âm của tác giả Duyên Kron trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cầu thang được làm bằng gỗ cũng đã khá cũ, cho nên mỗi bước đi đều phát ra tiếng cót két. Nghe tiếng đó, cô chủ chỉ cười rồi hướng dẫn em đi nhón chân, sao không phát ra tiếng. Em thấy mấy cái này cũng vui cửa vui nhà, chắc suy nghĩ em hơi ngược đời. Tuy vậy thì vì đã rút ra được bài học sâu sắc, cho nên lần này em không vội vàng cọc hay thuê như lần trước, mà hẹn trả lời cô trong ngày hôm sau. Vì thế mà đêm ấy em gặp anh Minh chính thức lần thứ ba, sau khi anh ấy chết. Không tính những lần xuất hiện kiểu hù dọa hay giận dữ trước đó, thì là lần thứ ba. Em đặc biệt nhớ và muốn đếm số lần gặp gỡ như vậy. Em cảm thấy có điều gì đó đặc biệt. Ông anh ấy cứ xuất hiện dáng vẻ bẽn lẽn, thì thương lắm mọi người ạ. Cứ đứng một chỗ vẫn không chịu nói gì. Chỉ có điều lần này không gian để bọn em đang ngồi khiến em giật mình. Trung quanh toàn những gương mặt xa lạ và anh Minh. Nhưng anh mình lại đứng ngoài cổng chứ không vào được. Nói thật là chính em cũng thấy hơi ảo ảo vì rượu một cách khó tin. Mà cách nào đó em đang ngồi nhậu với một nhóm thanh niên lạ mặt trên căn phòng ở lầu 2 của ngôi nhà mà em định thuê phòng, mà lại nhìn được anh Minh đứng ngoài cổng. Cái này thì thôi em không nói kỹ nữa, vì nhiều khi có những cái mà người ta muốn mình thấy thì mình sẽ thấy, dù nó khó tin cách nào. Còn người ta không cho thấy thì tìm mọi cách cũng không thích được. Em nghĩ đơn giản như vậy, không suy luận logic gì nữa cho đỡ nhọc đầu óc. Trong lúc em ngơ ngác thì có một người trong nhóm thanh niên lên tiếng. Người này đen thui, em nhìn một lúc đã thấy nhức đầu kiệt sức. Tuy là ngồi nhậu chung với nhau nhưng em có cảm giác những người còn lại cũng ngơ ngác giống như là em. Bọn họ còn có chút hoang mang sợ hãi thấy rõ trong ánh mắt. Ngoài trừ người thanh niên đen thui kia thì ai cũng rõ hình dáng mặt mũi. Tao thèm quá mà dùng lon bia đi tụi bay. Thanh niên đen thui chẳng rõ mặt mũi kia lên tiếng thúc giục. Nghe giọng nói có vẻ rất còn trẻ. Vì giọng cứ lạnh lạnh, lúc thì ồm mồm lúc lại văng vẳng như vọng lên từ nơi đâu sâu lắm. Thấy mấy người kia càng lúc càng hoảng, không một ai nhúc nhích. Họ chỉ ái ngại nhìn nhau nên em đành bật lon bia đẩy về phía cái bóng đen. Cái bóng cúi xuống hít một hơi, xem chừng như thỏa mãn thích thú. Rất nhanh lon bia đó trống không, mùi bia bắt đầu nồng nào khắp căn phòng. Bóng đen kia đột nhiên đứng dậy loạn choạng đi về cầu thang. Lúc này những người còn lại co rúm, bọn họ không còn giữ được bình tĩnh, ngồi sát vào nhau, tất cả đều đồng loạt hướng mắt nhìn về bóng đen. Có người trong nhóm thanh niên đưa tay, dường như muốn lên tiếng nói gì đó, hay là kêu người phía trước dừng lại. Nhưng cuối cùng thì chỉ thấy anh ta run rẩy vì sợ, nói không thành lời. Bóng đèn kia đến chỗ xuống cầu thang thì dừng lại, quay người nhìn về phía em và nhóm thanh niên. Trong lúc em còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì người đó thả mình rơi tự do, lăn bồm bộp trên từng bậc cầu thang gỗ. Trước lúc rơi xuống còn không quên hẹn lại, mốt lại tới nhậu nhà tụi bay. Bóng đèn vừa rơi xuống thì những người còn lại trong phòng rú lên như điên dại. Đầu em bắt đầu đột nhiên đau như búa bổ, hai mắt mở dần đi, mọi thứ trước mặt chao đảo. Em nhìn không rõ cái gì nữa. Lúc ấy thì nghe tiếng anh Minh bên ngoài gọi vào. Tuấn, Tuấn, đi về mau lên. Em vội vàng đứng dậy chạy lao ra ngoài theo tiếng gọi ấy. Là một cái là khi chạy xuống cầu thang không thấy bóng đen kia. Có lẽ sau khi lăn xuống đã biến mất hoặc là chạy đi đâu rồi. Em lao ra khỏi cửa thì bóng đen kia lại xuất hiện một lần nữa. Nó đứng ở chân cầu thang cười lớn. Đi đâu vội thế bạn? Ở đây nhậu tí đã. Em hoảng hồn lắm, cố gắng mở cổng chạy thật nhanh. Nhưng không hiểu sao cái chốt cửa lại kẹt cứng. Dù em dùng thế nào cũng không thể mở ra được. Em sao khóc tới nơi vì không biết phải làm sao. Thì những khuôn mặt trong căn phòng ban nãy xuất hiện. Chẳng lúc đó mới hoàn hồn hay sao mà họ đồng loạt chạy xuống. Tất cả đứng về phía của em giúp em mở cổng. Một người trong số đó nói với bóng đen. Chuyện đã lỡ rồi không ai mong muốn. Mày tha cho mọi người được không Vũ?
Rõ ràng không ai động vào giọt bia nào, nhưng khi mùi bia nồng lắm, cứ như thể có cả một xe tải bia mới bị đổ ở đây vậy. Nhờ có mọi người mà mở cổng ra được, anh Minh vội túm lấy em rồi kéo đi. Nhanh lên, không kịp. Hai anh em vừa chạy vội vã lao đi. Em vừa quay lại nhìn về cổng căn nhà đó thì không còn thấy nhóm người kia đâu nữa. Cái bóng đèn kia cũng không hề đuổi theo. Đến ngã ba thì vừa lúc tín hiệu đèn chuyển sang màu đỏ, anh Minh để em sang phía bên kia đường rồi bảo: "Mau về đi." Em giật mình tỉnh dậy vì tiếng còi tàu hỏa bên ngoài vọng tới. Khách sạn em đang thuê phòng ở tạm nằm trước mặt con hẻm lớn, mặt sau là một đường ray. Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, ngồi phòng điều hòa nhưng có lẽ đã đi một đêm dài nên cả người của em ướt đẫm mồ hôi. Bụng thì đói cồn cào cho nên em tắm nhanh rồi ra ngoài kiếm đồ ăn. Vừa ăn tô hủ tiếu nóng hổi, em vừa nghĩ lại giấc mơ đêm qua. Anh Minh dẫn em tới đó chắc là muốn cảnh báo cho em không nên thuê trọ ở ngôi nhà này. Mọi người có thể ở đường chứ với đứa có biệt danh người hút âm như em thì có lẽ nên tránh thật. Ăn sáng xong em trở về phòng, định sẽ lướt đi tìm phòng tiếp thì cô chủ nhà gọi tới, hỏi em đã suy nghĩ thế nào. Em định sẽ từ chối thẳng thừng luôn nhưng lại muốn tìm hiểu rõ hơn câu chuyện cho nên đánh liều hỏi. Ai mà có dè, sau khi nghe em hỏi cô ngập ngừng một lúc rồi hỏi ngược em tại sao biết chuyện, đọc được trên mạng hay là ai nói gì. Khi đó em cũng nghĩ chẳng phải giấu, lại chẳng phải nghĩ lý do gì nói khéo cho nó mệt cho nên em nói. Còn thế anh ấy rủ con nhậu đó cô. Không biết những gì em nói có thật khiến cho cô chủ nhà hết hồn hay không, mà cô im lặng một lúc lâu thở dài rồi bảo: "Thằng bé rủ cả bay luôn à? Trời đất ơi, quen biết chi mô mà cũng rủ dê cho được. Từ sau ngày nó chết vậy á, cứ về hoài rủ người này người kia nhậu, giết đám bạn của nó cũng sợ không dám ngủ nghỉ đến là khổ." Sau đó thì em xin được phương thức liên lạc với nhóm bạn của anh Vũ, bóng đèn rủ nhậu kia. Sau cuộc gọi trao đổi nhanh thì ngày buổi chiều hôm ấy, mọi người đều có mặt ở Sài Gòn để gặp em. Em ngạc nhiên vì những người đang ngồi trước mặt là những người đã xuất hiện trong buổi nhậu ở căn phòng trên lầu ngay đêm trước. Theo như lời mọi người kể lại thì chuyện đã xảy ra cách đây 3 năm. Anh Vũ, người đã mất, là một nhân viên kinh doanh giỏi. Nhóm bạn thân 5 người học chung từ cấp 3 lên đến đại học, sau đó thuê căn nhà 3 tầng kia để ở chung và đi làm. Đêm định mệnh ấy vốn là ngày vui nhất cuộc đời của họ vì cả nhóm nhận thưởng dự án lớn. Sau bao năm cố gắng đã đủ kinh tế và trải nghiệm để cùng nhau mở công ty riêng. Để đảm bảo an toàn nên nhóm quyết định mua mồi và bia về nhà nhậu. Buổi ăn nhậu diễn ra từ tối cho đến tận khuya. Vốn dĩ vẫn vui vẻ bình thường nhưng mọi người đều say. Có người ngủ tại chỗ thì anh Vũ loạng choạng đi ra ngoài. Để rồi giống như những gì diễn ra đêm hôm trước, anh Vũ té ngã và chết ở chân cầu thang. Nhưng điều khiến cho mọi người day dứt nhất là lúc anh ngã mọi người đỡ dậy, vốn đưa đi bệnh viện nhưng anh lại nói mình không sao, nhất quyết không chịu đi. Vì nhậu xỉn hết cả cho nên sau đó ai về phòng của người nấy. Buổi sáng không thấy anh dậy để chuẩn bị đi gặp khách hàng như đã hẹn. Mọi người vào trong phòng tìm mới thấy anh nằm chết trên đất, đều hướng ra phía cửa. Có lẽ nửa đêm đau quá anh muốn đi ra gọi bạn giúp nhưng không kịp. Sau cái chết của anh Vũ, nhóm bạn thường bị anh rủ đi nhậu. Có hôm nhậu cả đêm với anh ở một cõi nào đó mà họ không dám chắc chỉ là trong mơ hay thực sự là họ đã bị anh Vũ dẫn lên căn phòng đầu hai để nhậu. Tuy anh Vũ không hại gì họ nhưng nỗi đau về cái chết đầy tiếc nuối của anh vẫn còn đó. Ban đầu mọi người không kháng cự, muốn chiều theo ý của anh để thanh thản ra đi. Thế nhưng càng lúc tần suất của anh Vũ tìm về mọi người càng nhiều. Vì không muốn anh cứ tiếp tục bám mãi, cho nên cả nhóm với mời sư thầy về làm lễ. Thời gian sau những người bạn của anh Vũ cũng ăn chay niệm Phật để hồi hướng cho anh. Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn. Nhưng không hiểu vì sao sau khi em xuất hiện thì mọi người đã có buổi tụ họp nhậu nhật kia. Mọi người bảo có lẽ anh Vũ hợp em cho nên về như thế. Hoặc cũng có thể là anh vẫn ở chân cầu thang đó chứ chưa bao giờ rời đi. Dĩ nhiên là sau chuyện này thì em không thuê căn phòng ở lầu hai đó. Rồi cho cô chủ nhà ra sức thuyết phục giống như cách bác chủ nhà cũ đã làm. Cũng có lúc em lung lay vì những người đến thuê phòng về sau này
ở trong căn nhà đó đều không thấy có hiện tượng lạ hay vấn đề gì cả. Mà họ còn là con gái, em đường đường là đàn ông thì sợ gì. Nói thì nói vậy thôi chứ em vẫn sợ, và không biết thì thôi, chứ nếu biết rồi thì em nhất quyết không có mắc sai lầm nữa. Em lại bắt đầu hành trình đi tìm phòng, lúc này cũng biết có anh mình đi theo. Không biết nói sao về cái cảm giác ấy nhưng rồi cũng quen. Giống như mọi người đi coi bói thường sẽ hay được phán có duyên âm hoặc người âm theo phù trợ vậy. Biết thì biết vậy cũng thôi. Vì quyết không nóng vội nên em cũng bình tĩnh tìm phòng một cách kỹ lưỡng. Sếp thấy em chật vật phòng ốc thì cho em mượn tạm phòng nghỉ của sếp ở công ty. Đặc thù dân thiết kế tụi em cũng thường hay phải chạy deadline khuya, nên việc được ở lại công ty thực sự quá tiện lợi. Tiệm thiết kế cũng thường có người ở lại tăng ca tới đêm hay là tận sáng sớm, nên em lại càng an tâm. Có điều với mọi người thì an ổn là vậy, mà tới em là đứng kiểu như cục nam châm hút âm. Đêm đầu tiên ở công ty em vốn định đi tắm rồi đi ngủ sớm, sau chuỗi ngày khá mệt mỏi với những chuyện tâm linh chung quanh, thì vừa bước ra từ nhà tắm em nghe tiếng máy photo hoạt động. Giờ này đâu thể còn ai in ấn gì được nữa. Tim bắt đầu đánh trống trong lồng ngực, nhưng em vẫn bấm bụng lấy dũng khí đi kiểm tra xem thế nào. Nói về sơ đồ công ty em thế này là kiểu một cái khu vực như căn penthouse rộng rãi, chia ra thành từng phòng ban. Style văn phòng khá open cho nên cũng không có vách ngăn. Chỉ có bàn ghế chia theo khu vực các team như thiết kế, kế toán để mọi người tiện ý ới rồi gọi nhau trao đổi trực tiếp khi cần. Phòng nghỉ của sếp nằm ở cuối dãy là căn phòng trong cùng. Từ phòng sếp đi ra sẽ thấy khu vực của team thiết kế tụi em. Tiếp theo sẽ là team kế hoạch, rồi kéo qua một chút nữa là khu vực của kế toán. Cái máy in ở gần khu vực IT là khu nằm kế bên team tụi thiết kế. Trước khi đi ra em đã mở hết công tắc điện, kể cả là phòng rộng lớn ánh sáng đèn, rồi em mới thấy một sự im lìm tĩnh lặng đến đáng sợ, có một cái văn phòng trống không người. Lúc này cái máy im đã im bặt, không còn phát ra tiếng hoạt động nữa. Em tới gần kiểm tra thì thấy cả đống giấy trắng được in ra. Trong thời gian em ở công ty thì hầu như ngày nào cũng sẽ ra sự cố như vậy với cái máy in. Lần đầu em còn báo IT để họ kiểm tra và nhắc nhở mọi người nhưng hủy lệnh in lỗi hoặc các lệnh in bị tạm dừng để tránh trường hợp cái máy in đó tự in giấy trắng dưới đêm khuya như vậy. Thế nhưng lạ là một cái, văn phòng công ty ở đây cũng cả 7-8 năm nhưng chưa bao giờ xảy ra sự việc kỳ lạ như vậy. Chưa một ai gặp tình huống đó ngoài em. Về sau thì em không báo cáo ai về mấy cái hiện tượng kiểu này, chỉ âm thầm chịu đựng mà thôi. Hết máy in thì tới cái két sắt trong phòng làm việc của sếp. Về là phòng kính và nếu không hạ rèm xuống thì người bên ngoài sẽ nhìn thấy được bên trong phòng. Hôm đó lúc sếp và mọi người tan làm đi về, em không để ý là rèm phòng của sếp đã được kéo xuống chưa. Nhưng hôm sau khi em hỏi, sếp khẳng định phòng ông ấy luôn kéo rèm che. Em điếng cả người, rõ ràng là đêm hôm trước về phòng sếp không kéo rèm che nên em mới thấy cái khóa két sắt kêu lên như bị ai đó vặn mật khẩu để mở ra vậy. Dĩ nhiên là nó chỉ tạch tạch kêu lên chứ không mở ra, mà là mở ra đường chắc em xỉu tại chỗ. Em chỉ quyết tâm chuyển ra nhà đồng nghiệp ở tạm ít bữa khi cái bóng không đầu đen ngòm đó xuất hiện ở góc tường văn phòng công ty. Em chạy deadline đến 3 giờ sáng mới xong, hai mắt nặng trĩu muốn sụp xuống nhưng vẫn phải cố gắng lết về phòng. Lúc đứng dậy thì thấy cái bóng đen đó đã đứng ở đó, hướng về phía em từ bao giờ. Khoảnh khắc đó dù đã quen với chuyện này thì em cũng muốn rút tim ra ngoài. Thế là ba chân bốn cẳng chạy lao ra khỏi văn phòng. Không cho em hoàn hồn, hôm sau khoảng 12 giờ trưa, lúc mọi người đã đi ăn trưa chỉ còn em vì mệt nên không đi mà ở văn phòng nhờ người mua cơm mang về, thì một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người đó ngồi ở vị trí đối diện em. Vừa lúc em tháo tai nghe, rời mắt gọi màn hình máy tính thì ông cũng nhòi người lên khỏi máy tính, đối diện với em. Cái bóng mờ mờ xám xám đó khiến cho em giận tóc gáy, vì chỉ cần nhìn thoáng qua là biết không vài người. Hơn nữa công ty em không có ai trông như vậy. Em với người đó vẫn nhìn nhau chầm chầm mà em lại nghe có tiếng người nói với mình: sao không đi ăn đi? Em hết hồn buồn rùn chân tay chạy vội ra sân, đứng nắng cho bình tĩnh lại. Sau hai cú sốc ấy em không dám kể chuyện với ai, chỉ lặng lặng dọn ra khỏi công ty. Về sau có chạy deadline em cũng mang về nhà làm chứ không ở lại công ty nữa.
Mãi sau lần lại nhiều chuyện mới biết, tiệm thiết kế công ty trước đây có một chú trung niên, chưa làm ở công ty từ những ngày đầu thành lập, tính ra là hơn chục năm gắn bó. Chứ bị bệnh nhưng mà yêu nghề lắm, và đến công ty làm cho đến trước lúc chết mới chịu ở nhà. Nghe em miêu tả hình dáng quần áo thì mọi người khẳng định đó là chú. Sau những đợt ấy, em cuối cùng cũng tìm được một căn phòng ưng ý trên đường Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh. Chờ vía là em ở cả năm không có vấn đề gì, chỉ có duy nhất 3 lần mở cửa sổ là có chuyện. Lần đầu tiên là em quên, thường thì trước khi đi làm em sẽ mở cửa sổ để tối về phòng nó thông thoáng, rồi tối trước khi đi ngủ em sẽ đóng vào. Thế nhưng tối ấy vì mệt cho nên em thiếp đi, quên đóng cửa sổ, thì em mơ giấc mơ quỷ dị đầu tiên. Trong giấc mơ đó em đi dọc hành lang khu trọ thì hoàng hồn, vì trước cửa phòng em cũng treo một cái đầu lâu người và một cái dây vải màu trắng. Em sợ lắm nhưng không biết làm gì nên cố gắng đi thật nhanh. Đến trước cửa phòng mình em thấy hai thứ ấy, thế nhưng em nhắm mắt nhắm mũi mở cửa chạy vào phòng. Đến lúc em tỉnh dậy biết là mình mơ, nhưng em vẫn nằm thao thức đến sáng chuẩn bị đi làm thì mới bình tĩnh lại được. Lần thứ hai vẫn là quên bén việc đóng cửa sổ trước khi ngủ, thì đêm ấy em nằm mơ mình thấy một nhóm người lạ đang đứng bên bờ sông. Em nhớ là chỗ đó có một cái cống tròn lớn lắm, nước bắt đầu chảy ra. Đang đứng thì thấy một cô gái chới với ở bên dưới, mọi người nhốn nháo nhưng mà tuyệt nhiên không ai chạy tới cứu cả. Em thì cũng không biết bơi, nhưng mà dù vậy trong tâm trí em rất muốn ra cứu cô gái ấy. Chỉ không biết vì sao em bị thứ gì đó giữ lại, kiểu như là hóa đá vậy. Em đứng bất động cho đến khi cô gái dưới sông biến mất. Em hoảng hốt nhìn khắp mặt sông tìm kiếm, biết là vô vọng nhưng theo phản xạ tự nhiên em vẫn làm như vậy. Khi ấy thì lại có cô gái kia ướt nhẹp từ dưới sông đi lên, tiến về phía em và nhóm người. Cứ biết sau đó ra sao, lúc em tỉnh lại đã thấy mình đang quỳ trong sân ở một ngôi miếu nhỏ. Bên trong miếu buông rèm trúc, phía sau cái rèm trúc là một bóng người. Người đó nói em mau hành lễ đi. Em vừa cúi gập người xuống thì như bị một lực rất mạnh đẩy ra xa. Tỉnh lại em thấy mình đang lăn lông lốc ở dưới đất, bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực. Nhìn bóng cây đen ngòm bên ngoài, em lật đật đóng cửa sổ lại. Lần thứ ba em kinh hãi nhất, lần này em nghĩ không phải là mơ. Lúc đó em chỉ vừa mới lên giường nằm thôi. Lướt trên điện thoại một lúc thấy buồn ngủ, cho nên em buông điện thoại ngủ liền. Chỉ mới đi đường vào giấc còn đang mơ màng, em thấy một bóng đen cao lớn chậm rãi tiến đến chỗ giường em đang nằm. Tới sát mép giường rồi thì chẳng biết em lấy sức và dũng khí ở đâu. Em hùa tay cật lực ra sức đánh đấm về phía cái bóng đen đó, nó như bị xé ra thành từng mảnh rơi xuống nền nhà. Em còn nghĩ liệu có phải là một tấm vải đen bị em ngủ mớ dùng dao để cắt tan nát hay không. Thế nhưng sáng hôm sau ngủ dậy thì trên sàn nhà chẳng còn gì cả, chỉ có cửa sổ đang mở toang. Lần đầu thì em không nghĩ gì, nhưng sau 3 lần như vậy em khẳng định những điều kỳ quái em mơ thấy, hay cũng có thể trực tiếp thấy kia, là do đêm ngủ em quên đóng cửa sổ. Từ hôm em chịu khó nhớ đóng cửa sổ thì ngủ ngon một mạch từ tối cho đến tận sáng, chẳng gặp cơn ác mộng, cũng chẳng thấy cái gì không nên thấy nữa. Về sau ngắn cái cảnh thuê trọ gặp chuyện kỳ quái, lại có bạn gái cho nên em cũng muốn ổn định cuộc sống. Em quyết tâm tích góp để mua được căn chung cư ở Sài Gòn. Lương thiết kế cũng ổn, nhưng muốn nhanh thì phải nhận thêm việc, một lúc làm 2-3 dự án mới được. Mà như vậy thì quá sức, em sợ chưa kịp hưởng thụ thì đã tèo. Thế nên em không tìm công việc chuyên môn mà quyết định đi làm tài xế xe ôm công nghệ. Tranh thủ lúc rảnh rỗi thì chạy, không muốn chạy thì nghỉ. Nhưng tưởng mọi chuyện cứ thuận buồm xuôi gió như vậy, nhưng sau cái đêm rằm tháng 7 định mệnh ấy, rất nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra đến với em một lần nữa. Sau thời gian chạy xe đêm thì người em cứ vật vờ như bị bệnh, một căn bệnh mà bạn gái bạn bè chung quanh và ngay cả chính em không biết phải nói hay diễn tả thế nào. Từ những câu bông đùa của bạn bè đồng nghiệp, em dần nhận ra mình đã trở nên kỳ lạ sau mỗi đêm chạy xe về nhà. Em ăn nhiều hơn nhưng mà người lại gầy dọc đi trông thấy. Mọi người khuyên em đi khám, bạn gái cũng đưa em chạy khắp các bệnh viện lớn nhỏ, nhưng chẳng tìm ra bệnh gì. Chưa kể ngoài trừ những lúc chạy xe chở khách ngoài đường hay lúc công ty tập trung làm việc,
thì lúc nghỉ ngơi mọi người từng bảo em thẫn thờ như người mất hồn. Thế nhưng ngoài những điều khó lý giải đó, em hoàn toàn không thấy cơ thể của mình có bệnh gì. Em cũng không thấy bị mệt mỏi lắm, trừ việc thèm ngủ sụt cân không rõ nguyên nhân thì em hoàn toàn bình thường. Nhưng sau đó chuyện khiến cho em phải nghiêm túc xem xét lại vấn đề này là từ những người tài xế cùng chạy xe ôm công nghệ. Có người nói với em đêm qua mày như bị khùng, chạy xe một mình trên đường mà nói cười rôm rả, chơi đồ sao. Sau những chuỗi ngày đi khám thì em chỉ được kết luận là stress thái quá, căng thẳng thần kinh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, rối loạn tiêu hóa mà thôi. Chỉ cần cố gắng ngủ nghỉ điều độ thì sẽ ổn. Thuốc được bác sĩ kê đơn cũng chỉ là loại thuốc bổ, cầm bịch thuốc trên tay, em không nén được tiếng thở dài. Mọi người chung quanh càng lúc càng nhận thấy sự thay đổi khác thường của em. Nhưng nếu không phải lo do bệnh tật, lại càng không phải do em chơi đồ chơi thuốc gì, thì sự thay đổi này đến từ đâu? Chính em cũng không hề biết. Đêm ấy, Hân bạn gái của em không chịu được mà ngồi khóc giấm dứt trong nhà tắm. Lúc ấy em dậy đi vệ sinh, nhưng Hân ngồi khóc lại sợ hãi lùi lại, rồi lặng lặng trên giường chẳng nói chẳng rằng. Tại tụi em mới quen, hơn nữa tính em lúc nào cũng để ý cảm xúc vui buồn, những thay đổi dù là nhỏ nhất để an ủi bạn gái động viên. Nhưng bây giờ em cũng chẳng biết sao mình lại hành động như vậy, chẳng bận tâm mà lao lên giường ngủ một mạch cho đến sáng. Điều khiến cho Hân, bạn gái của em, từng không biết phải làm như thế nào là ban ngày, em hoàn toàn khác so với khi đêm xuống. Nếu như đêm trước em cứ như một người xa lạ, chẳng quan tâm gì tới bạn gái, thì sáng hôm sau em lại dậy từ sớm, phụ bạn gái làm đồ ăn sáng, tranh thủ giặt đồ của cả hai đứa rồi mới đi làm. Công việc vốn dĩ phù hợp với chuyên môn, đồng nghiệp vui vẻ hòa đồng, hàng tháng thì có một khoản lương cố định để chi trả cho sinh hoạt và tiết kiệm cho mục đích mua nhà, cho nên em rất vui vẻ để đi làm. Thế nhưng mà dạo gần đây, em bắt đầu thấy khó chịu với mọi chuyện, rồi là chuyện nhỏ nhất cũng khiến cho em bực bội, cáu gắt, thậm chí là cãi tay đôi với sếp và cả đồng nghiệp chung quanh. Trên bàn làm việc cũng bày biện thêm rất nhiều đồ của con gái, thường thì những vật dụng như vậy chỉ con gái mới sử dụng. Đặc biệt là không biết có thói quen hay vô thức, hay là có một cái gì đó xúi giục em, mà lúc nào em cũng để thêm một cái ghế ở bên cạnh mình, không cho ai ngồi vào cái ghế đó. Thời gian đầu đồng nghiệp cũng vừa tò mò vừa thích thú về sự thay đổi của em, có người còn hay nói là em trổ bóng muộn. Công ty ngày càng xôn xao bàn tán về sự việc của em. Để sớm dứt cái tình trạng này, chỉ thắm người phụ trách nhân sự công ty chụp bình bàn làm việc của em và cả cái ghế đung đưa qua lại, xoay tròn như một cách kỳ lạ, rồi chẳng có ai ngồi, rồi gửi cho Hân. Nhận được những thông tin ấy, Hân cũng bối rối không biết phải làm sao. Chỉ biết nhắn tin cho em hỏi chuyện, nhưng em lại không trả lời bạn gái. Người mà ngày trước nếu em nhận được tin nhắn này cuộc gọi nhỡ của cô ấy sẽ lập tức liên hệ lại. Lâu dần thì sự lầm lì thay đổi của em và chỗ làm cũng như biểu hiện lạ, khiến đồng nghiệp sợ hãi. Có người đã kiến nghị với cấp trên, em bị nhân sự gọi vào trong phòng gặp nhưng chỉ cúi gằm. Chính em cũng hoang mang không rõ bản thân mình đang bực tức hay đang cố gắng kiềm chế cơn giận. Chỉ thấy chị thấm thất thểu ra khỏi phòng làm việc nói với đồng nghiệp, rồi nói với mọi người. Tiếng thở rít của em khi đó rất đáng sợ. Một tháng sau em bị cho nghỉ việc. Buổi trưa lúc mọi người ra ngoài đi ăn, em cầm cùi dọn đồ đạc. Lúc đó chỉ còn em và chị Thắm phụ trách nhân sự. Chị Thắm cứ lén lén nhìn em, không dám đứng gần. Nhìn cách chị ấy đề phòng là em biết chị Thắm đang sợ, không muốn ở cùng với em khi công ty chẳng còn ai. Thế nhưng mà vì trách nhiệm công việc buộc phải ở lại. Thế nhưng khi đó văn phòng trống vắng giữa trưa lại vang lên tiếng hát khe khẽ của một người con gái. Chị Thắm vừa nghe đến thế nổi cả da gà, vội vàng bỏ lại tờ giấy bàn giao rồi chạy lao ra ngoài cửa. Trong lúc cuống cuồng bấm nút mở cửa, chị Thắm quay lại nhìn thấy em cũng đang ngồi quay đầu nhìn về cửa ra vào. Ánh mắt vô hồn mà nhoèn miệng cười lạnh, chị Thắm xỉu ngay tại chỗ. Lúc nghe đồng nghiệp của em gọi báo tình hình, Hân chỉ biết thằng thốt mà thôi, cả người run lên bần bật rồi ngất xỉu phải đưa vào trong bệnh viện. Trong khi đó thì sau khi nghỉ việc, em lại chỉ nhắn tin cho bạn gái mà thôi, nói sẽ chạy xe cả ngày chứ không đi tìm việc mới.
thì điểm này Hân đang trong bệnh viện cho nên không có trả lời. Vậy mà em cũng không bận tâm hay hỏi han gì thêm. Hôm ấy em chạy đêm tới gần sáng mới về nhà, thì vòng tối thui. Thế Hân không có ở nhà, lúc ấy em mới lật đật gọi cho bạn gái thì được biết Hân đang trong bệnh viện. Lúc vào tới viện, vừa đi tới cửa phòng bệnh thì nghe có tiếng mẹ của Hân. Có khi thằng Tuấn nó bị ám rồi con ạ. Hân tròn mắt nhìn mẹ, con lẽ bạn gái em không phải chưa từng nghĩ đến điều này. Chỉ có điều vì sợ, thực sự sợ cho nên nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. Chỉ mong sao chuyện không phải như vậy. Lúc nghe mẹ nói, Hân mới bật khóc kể cho mẹ nghe chuyện xảy ra những ngày trước khi mà Hân phải vào bệnh viện. Hân không biết vì sao. Cơm nấu buổi sáng để đến trưa đã ngầm, mà nồi cơm nhão nhét bốc mùi nồng nặc. Nhìn cơm và đồ ăn ôi thiêu một cách khủng khiếp mà Hân bàng hoàng. Trước này cơm bạn gái em nấu từ sáng để trong nồi tới tối còn ăn được. Nước uống trong nhà cũng vậy, nước sạch đun sôi mà đưa lên miệng uống. Hân cứ nghe mùi tanh nồng, uống vào một cảm giác rất lạ. Thứ mùi vị đó không cách nào có thể diễn tả được. Thế nhưng em lại thấy ngon, mỗi ngày đều uống thật nhiều nước. Từ dạo em đi chạy xe, Hân dần không dám ôm em ngủ nữa, vì mỗi lần chạm vào người em đều lạnh buốt một cách kỳ lạ. Dần dà tiếng Hân vừa sợ và không muốn làm tổn thương, nên cũng chỉ cố gắng né tránh động chạm vào nhau, chứ không nói gì cả. Có khi Hân đang ở trong nhà bình thường, nhưng lại đột nhiên sờn ra gà lạnh tóc gáy. Những lần như vậy chỉ 1-2 phút sau là em dừng xe trước cửa phòng, giống như Hân cảm giác được, biết trước được sự trở về của em, mang theo một cái hơi lạnh kỳ dị mà sợ hãi như vậy. Nghe con gái nói mẹ của Hân bần thần cả người, em cũng bước vào để cắt ngang câu chuyện này. Thế em Hân không vui mừng hạnh phúc như trước kia, mà trong ánh mắt liền ánh lên một tia sợ hãi. Em nhận thấy tất cả nhưng mà chỉ biết đánh trống lặng nhìn sang chồng mẹ Hân để tránh né ánh mắt sợ hãi của Hân. Nhưng cũng nhờ vào lần này em biết Hân có thai. Hôm sau mẹ Hân bất ngờ gọi em về sớm có việc, lúc bị gọi về là khoảng 4 giờ chiều. Vì sợ ở nhà có chuyện cho nên em tắt áp, vội vàng chạy xe về tới nhà. Chỉ thấy cô mẹ đang ngồi bên cạnh một bàn ăn đồ đầy thức ăn. Không để cho em hoang mang, mẹ Hân mở lời kêu em vào trong nhà ăn cơm để mẹ Hân nói chuyện. Bầu không khí nghiêm túc ấy khiến cho em càng thêm hoang mang. Thế nhưng em kỳ đó như có hai tính cách trái nhau vậy. Vừa lúc trước thấy bồn chồn lo lắng, ngay sau đó em lại có một cảm giác bực bội khó chịu khi nhìn thấy mẹ bạn gái. Có chuyện gì vậy bác Hân đâu ạ? Ăn đi đã. Trước sự thúc giục của mẹ Hân, em đành ngồi vào bàn ăn. Nhưng vừa gắp thức ăn lên đến miệng em đổ mồ hôi. Thức ăn trước mặt khiến cho em cảm thấy khó chịu. Thế em không chịu ăn, mẹ của Hân bây giờ cũng bắt đầu bồn chồn không giữ được bình tĩnh nữa. Em đành bắt đũa xuống bàn cúi gằm mặt một lúc lâu rồi ngẩng lên, nhìn chăm chăm vào mẹ của Hân. Ngay trước khoảnh khắc em nhận miệng cười khiến mặt của mẹ Hân tái mét thì em biết. Em sắp không kiểm soát được bản thân, hay như sắp biến thành một người khác. Có lẽ mẹ của Hân cũng biết. Trước mặt mình đã không còn là cậu bạn trai quen thuộc của con gái của bà nữa. Sao? Sao con không ăn? Bác lên cho con nén nhang đi chứ. Em đã vừa cười vừa mấp máy môi thì thầm yêu cầu khiến người ta lạnh gáy như vậy. Con có thấy dạo này con khác rồi không? Không. Em nhảy người về phía mẹ Hân đập mạnh hai tay xuống bàn. Sau đó thì nhảy phát lên bàn ngồi chồm hổm, trừng mắt nhìn quanh nhà. Thằng bé đâu rồi? Thế biểu hiện của em lúc đó, mẹ của Hân run rẩy đến độ không ngồi vững được nữa. Em đối diện với mẹ của Hân như kẻ thù, tức run cả người hai tay siết chặt. Em không biết vì sao mình lại tức giận như vậy. Thế nhưng vừa lúc em định nổi khùng lên lao vào mẹ của Hân thì Hân chạy vào. Thế Hân cho nên em khựng lại, khịt khịt mũi khi nghe thấy mùi thơm như mùi sữa của em bé. Trong khoảnh khắc ngắn ấy, em lại như biến thành một con người khác hồ hởi chạy tới. Hân thấy em lao đến thì co rúm cả người lại, nép chặt vào trong lòng của mẹ. Thế nhưng khi thấy em đứng khựng lại thì bạn gái em đã cười buồn. Em vốn đang tiêu nghỉu, thế nhưng rồi lập tức hào hứng. Tối nay cả nhà mình ra ngoài chơi nhé. Dạo này anh chạy đêm gặp khách sộp, họ bo cho dữ lắm. Mẹ Hân nhìn về phía Hân đầy lo lắng, khẽ lắc đầu ra hiệu cho Hân. Nhưng Hân chỉ cười buồn rồi đồng ý với em. Lúc thoáng trông thấy những điều ấy, lòng của em đau cắt.
Nhưng ngay lúc đó lại lén chừng mắt tức tối nhìn Hân. Trong lúc Hân còn thay đồ để chuẩn bị ra ngoài chơi, không biết vì sao em lại bị thôi thúc phải tìm cách nghe lén hay quan sát Hân và mẹ cho bằng được. Vì thế cho nên em cũng nghe được mẹ của Hân nói: hay là đừng đi nữa, về nhà thôi. Không phải là thằng Tuấn đâu con ạ, nó không còn phải là thằng Tuấn nữa. Hân nắm chặt cổ tay của mẹ mình, nhìn thẳng vào mắt của bà. Mẹ Hân như hiểu ý con gái liền không nói gì nữa, chỉ biết thở dài lắc đầu rồi đi ra. Em như ngây ngốc đứng trước cửa, không kịp phản ứng. Vừa mở cửa thì mẹ của Hân sững sờ phát hoảng khi thấy em đứng ở đó. Hân bốc xe khác cho mẹ, còn mình thì ngồi sau xe em chờ. Cả nhà tới một quán ăn đặc sản của miền Trung. Em vui vẻ gọi rất nhiều món, không ngừng kể về người khách sộp đặc biệt mà mình thường gặp. Cả Hân và mẹ Hân đều chỉ gật đầu cười gượng cho đến khi ăn xong. Lúc thanh toán, em vui vẻ rút ra mấy tờ tiền 500 ngàn. Mẹ không ngừng tự hào nói đã được khách trả cho đêm qua và những đêm trước khi mà chở họ từ Thủ Đức về Bình Thạnh. Em như bị che mắt, hoàn toàn không thấy điều gì bất thường. Chờ quán nhận tiền từ tay của em, nhăn nhó quay sang nhìn Hân, chỉ tay vào trong đầu ám chỉ là đầu em có vấn đề phải không? Hân chấp hai tay như văn xin chủ quán. Chủ quán hiểu ý liền cầm hai tờ tiền âm phủ đi vào, lấy tiền lẻ thối lại cho em. Lúc sau Hân phải vờ đi vệ sinh trước khi về để tìm cách trả tiền cho chủ quán. Em nhìn thấy cảnh đó thì tức nghiến răng nghiến lợi. Đến khi nhìn lại không biết vì sao bản thân lại đứng sau khu vực của quán ăn. Chủ quán nhìn Hân cảm thán: có chồng con vậy chắc cực lắm men, thôi ráng nghe. Em không hiểu những lời ấy của chủ quán ăn. Em chỉ biết mình rất tức giận. Có lúc em nhận ra mình tức giận vô cớ, nhưng lại không thể nào kiểm soát được bản thân. Trên đường về, Hân nói với em muốn đi uống cà phê, vì lâu rồi cả gia đình mới được ra ngoài chơi như vậy. Em cũng vui vẻ chiều theo ý, chở Hân vào một quán cà phê sân vườn. Em chủ động đi gọi đồ uống cho mọi người. Lúc quay lại thấy hai mẹ con Hân đang thì thầm to nhỏ: vậy thì đúng rồi con, phải tìm ra cái người khách đó. Giờ phải làm sao đi mẹ? Nhắc thấy em đang đi tới, mẹ Hân lắc đầu ra hiệu dừng lại. Cả hai không nói gì thêm. Những ngày sau, Hân lén em tìm đến những đồng nghiệp cùng chạy xe, trong đó có chú Bình, người đã nhiều lần tận mắt chứng kiến em vừa chạy xe vừa cười nói một mình. Chú bảo với Hân: thời gian đầu lúc nghỉ ăn cơm trưa, chú cũng có thắc mắc với thằng Tuấn chuyện này. Thế nhưng mà nó chỉ cho rằng chú nhìn nhầm, không thể nào có cái chuyện bản thân khủng điên trên đường như vậy. Nhưng mà chú khẳng định với Hân: đừng, đêm vắng lắm, em lại nói cười lớn tiếng, khi đó vang cả con đường. Chú Bình chạy thêm một đoạn thấy rõ ràng trên xe không hề có khách. Thế nhưng em thi thoảng ngoái lại đằng sau, như thể có ai đó đang ngồi sau xe nói chuyện vậy. Chú Bình gặp Hân xong thì né em, đống em ở đâu ông ấy lại đi đường khác. Lúc em quay về bãi xe cũng có nhắc thấy bóng của Hân, nhưng vì người kia rời đi vội vã nên cũng không nhìn kỹ được. Em không chắc chắn nhưng cứ thấy hậm hực khó chịu. Mãi sau thông qua tài xế chạy xe khác, em mới biết những gì chú Bình nói với Hân và Hân thấy tìm chú là vì việc gì. Sau đó thì chuyện chú Bình chở mẹ Hân đi theo em bị phát hiện. Em ghét nên dù giữa trưa nắng em cứ chạy vòng vòng để hành hai ông bà đó chơi. Trong một lúc em thoáng nghĩ khốn nạn như vậy, nếu giận mình nhận ra em hối hận vô cùng. Em không biết vì sao mẹ Hân phải đi theo dõi, vì sao mới biết là để tìm ra tung tích của người khách lạ kia. Còn trong lúc đó thì Hân thu dọn đồ đạc trốn về quê. Về tới quê, Hân bắt đi xe tìm cậu Miên, một người thanh niên trẻ làm việc tâm linh nổi tiếng mà mẹ Hân đã nhờ người quen tìm được địa chỉ. Trên đường đến nhà cậu Miên, chiếc xe Honda vốn đã chạy bon bon lại cứ như vậy liên tục gặp vấn đề. Người chở Hân đi cũng liên tục hỏi đi hỏi lại Hân đã thắp nhang cầu gia tiên tiền tổ nhà mình chưa. Hân phải khẳng định đến mấy lần, nhưng càng khẳng định thì người chở lại càng cảm thấy khó hiểu, vì rõ ràng bọn họ đang bị giữ chân. Có người đang không muốn họ đi tìm đến được nhà cậu Miên. Ngồi sau xe, Hân vừa run sợ vừa cố gắng trấn an bản thân để niệm Phật, cầu xin các vị khuất mày khuất mặt giúp đỡ, để cho mình đến được nơi, về đến chốn. Chiếc xe chở Hân đi ngày càng chậm, rõ ràng trên xe chỉ có hai người, nhưng lại như là chở heo cả tấn. Theo dự định lẽ ra họ đến nhà thầy Miên chỉ khoảng đầu giờ chiều,
Thế nhưng sự cản trở trên đường khiến họ tới nơi lúc này trời đã nhập nhoạng tối. Nhà thầy Miên nằm tuốt sâu trong núi, tuy không phải đường núi gập ghềnh hiểm trở, nhưng cây cối tùm, càng về tối càng tối đen như mực, chẳng rõ được đường đi. Vừa tới chân núi thì người chở Ngân đi gửi xe, dặn Hân đứng yên chờ người đó quay lại, rồi hãy đi lên núi. Hân ngoan ngoãn đứng im, phần vì sợ, phần vì lạ nước lạ cái cũng không dám đi lung tung, rồi đang mót đi vệ sinh. Người dẫn đường còn chưa quay lại thì từ xa một cô gái đi tới. Cô cầm theo cái đèn bão, nhận miệng cười với Ngân. Chị đi đâu mà đứng đây một mình? À, tôi tới miếu gặp cậu Miên. À, em cũng đang trên đường lên đó. Em hay phụ việc trong miếu, chị đi cùng em. Đừng lên núi tối thui, chị không có đèn đóm gì sao đi? Tôi phải đợi người nữa. Qua kia gửi xe hả chị? Nhìn vậy chứ từ đó qua đó cả cây số. Chị chờ chi cho cực. Nếu là người dẫn đường thì họ tự biết cách lên núi. Hân bối rối, trời đã tối đen, quả thật nhìn đâu cũng thấy sợ. Hân nhìn về phía căn nhà nhỏ mong ngóng người dẫn đường quay lại. Thế nhưng ngoài ánh đèn yếu ớt phía xa kia thì chẳng có bất cứ một động tĩnh nào cả. Cứ luôn cảm thấy lấn cấn ở đâu đó, thế nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hân lại nhắm mắt đưa chân bước theo cô gái kia. Vừa đi được một đoạn ngoảnh lại phía sau, bụng nhùng toàn là một màu đen đen ngòm. Xền xệt đang đánh vào từng bậc cầu thang như đợt sóng vỗ. Hân hoảng quá lảo đảo, may mà cô gái kia đã kéo áo đôi lại, nếu không ngã dúi đầu xuống đống bùn lầy. Hân sợ té mét mặt mày, nín thinh không dám nói gì, chạy lặng lẽ đi theo cô gái. Hai người cứ đi mãi cho đến khi Hân ngước lên, nhìn thì không thấy cô gái kia đâu nữa. Chỉ thấy ánh đèn nhỏ lập lòe như mai chơi bay lơ lửng trước mắt cách mình một đoạn. Hân không dám thở mạnh, dò dẫm từng bước thận trọng. Thế nhưng mà càng đi càng cảm thấy không khí đặc quánh trong lồng ngực, như bị ai đó bóp nghẹn. Hân thấy không thở nổi, dù cho vùng vẫy cỡ nào, nhưng cũng bị giữ chặt chân tay, không cách nào có thể thoát ra được. Phải đến khi nghe tiếng chuông chùa vang lên, Hân mới được lôi ra khỏi đống bùn lầy. Trời lúc ấy cũng tờ mờ sáng. Hân thẳng thốt nhìn quanh, quả thật bản thân đã rơi xuống một con suối nhỏ. Hân lạnh cả người, cơ thể tím tái sưng phồng cả lên. Hân run rẩy bước từng bước lên trên bờ. Vừa lúc người dẫn đường và một vài người dân chung quanh tìm tới. Ai nhìn Hân cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi không nên ai nói một lời, chỉ dẫn Hân về ngôi nhà gần đó để sưởi ấm. Bên ánh lửa bập bùng, Hân có vẻ run lên cầm cập vì đói và rét. Sau khi ăn tô cháo nóng, Hân bình tĩnh lại. Cậu Miên cũng xuất hiện ở cửa. Đêm qua trên miếu, cô gái trẻ gây sự ở cổng miếu để gặp cậu Miên cho bằng được. Cảnh cáo cậu không được cho một cô gái trẻ từ Sài Gòn bước vào đây, cũng không được giúp người con gái đó. Nếu cậu nhúng tay vào nhất định sẽ không tha cho cậu. Từ oán lừng của cô gái trẻ có thể thấy được sự giận dữ và oán nghiệp rất lớn của cô ta. Bởi vậy mà cậu Miên mới phải tự mình xuống núi. Nghe Hân trình bày những chuyện đã xong, cậu Miên đưa cho cô một đạo bùa, dặn mang về đốt thành cho chia nhỏ vào bốn đĩa, úp chén lên trên rồi để ở bốn góc nhà. Việc này phải làm trong âm thầm lặng lẽ, không được để cho bất cứ ai biết, kể cả người thân trong gia đình, đặc biệt là em. Cậu dặn đi dặn lại là đừng để em thấy. Ai có hỏi thì nói cậu Miên chỉ dặn về ăn chay niệm Phật, chép kinh phóng sanh hành thiện mà thôi. Điều quan trọng nhất, nếu muốn nói chuyện được sáng tỏ thì Hân không được phép lên thành phố trong thời gian này. Khi Hân hỏi khi nào có thể trở về thành phố vì còn vướng bận công việc, tương lai phía trước không thể bỏ dở. Trước những khó khăn này, cậu Miên đó chỉ nghiêm nghị nói với bạn gái em, nếu làm đúng theo lời dặn, đến thời khắc đó Hân sẽ tự biết và mọi chuyện mới có cơ hội trở lại bình thường. Cậu Miên cũng dặn thêm nhờ Hân nhắn với mẹ Hân, nếu muốn giúp tiền hãy ăn chay niệm Phật, hành thiện tích đức rồi hướng cho hương thân quyến thuộc. Đừng có đi tình bồ rồi bỏ vào thức ăn như vậy. Những thứ ấy một khi ngấm vào máu thì không cách nào chữa được. Diệt được cái này thì cũng hủy đi thân thể bạn trai của con gái. Hân giật mình hoảng sợ. Chuyện này mẹ Hân không nói cho nên Hân không hề biết. Hân cảm ơn rồi ngỏ ý gửi chi phí nhưng cậu Miên không nhận. Chỉ xin Hân thề với mình, bất kể sau này cuộc sống ra sao, Hân và em cũng phải thành thiện bất cứ khi nào có thể. Nhặt một cảm giác trên đường cũng là việc thiện. Mọi sự đều có nhân quả. Sở dĩ em gặp chuyện như ngày hôm nay
cũng đều có lý do từ chính bản thân của em. Có thể chỉ là vô tình nhưng lại dẫn đến những hậu quả đầy nghiêm trọng. Hân ghi nhớ từng lời của cậu Minh gấp rút trở về Sài Gòn và âm thầm thuốc đạo bùa cậu Minh cho. Bỏ vào trong bốn góc của căn phòng trọ hai đứa đang sống rồi lật đật ra bến xe bắt về quê. Trong thời gian ở quê, Hân cũng bắt đầu tập ăn chay, chép kinh tụng kinh niệm Phật. Khi đó ở Sài Gòn em đang hầm hầm lao vào nhà sục sạo tìm kiếm khắp nơi. Con đâu? Con tao đâu? Sự hùng hổ hung dữ cùng những lời lẽ thô bạo của em khi ấy khiến cho mẹ Hân run sợ. Lúc em trừng mắt đôi mắt hắn lên những tia máu đỏ li ti nhìn về mẹ Hân thì bà lùi lại siết chặt hai tay cố gắng bình tĩnh hét lớn về phía của em. Mày là ai? Trước câu hỏi của mẹ Hân, em lúc đó dường như không còn diễn nữa mà trở về đúng dáng vẻ của kẻ mượn xác nhập hồn. Em thở khò khè trong thoáng chốc, máu chảy ướt đẫm cả mặt, phía sau đầu cũng nứt toác một vết lớn để lộ thịt ở bên trong. Mẹ Hân nhìn dòng máu đỏ chảy xuống nền nhà, hai chân của bà mềm nhũn, phải dựa lưng vào tường mới có thể đứng vững. Thấy không? Thì tôi rõ không? Nói rồi người đó quay lưng đi, máu chảy thành vệt dài từ trong nhà ra đến cửa. Ở bên ngoài trời tối đen. Em cùng với người đó từ từ biến mất trong màn đêm như vậy. Chỉ còn vọng lại tiếng cười man dở. Còn tao đâu? Còn tao đâu rồi? Lúc ấy mẹ Hân mới quỳ gục xuống rồi khóc nức nở. Dù em chưa trở thành con rể chính thức, nhưng mẹ Hân rất thương em. Khi hai đứa mới quen nhau, đã coi em như con cháu trong nhà. Giọng nói đó rõ ràng là của nữ giới còn trẻ. Thế nhưng lúc đó mẹ Hân và Ngân nghĩ mãi không nghĩ ra em từng dính dáng hay đắc tội gì đến cô gái trẻ nào. Bà nãy gương mặt của cô con gái thoát ẩn thoát thiện, nhưng mẹ Hân nhìn không rõ vì máu nhiều quá, lại càng không biết con gái đó là ai. Ngay cả khi mà bà miêu tả chi tiết cho Hân thì bạn gái em cũng không biết ai có gương mặt như vậy cả. Còn chuyện trước kia của em thì còn ở quê và ở Hà Nội thì Hân không biết. Có điều Hân tin em, với niềm tin mãnh liệt ấy Hân quyết định tin rằng có lẽ trong những chuyến xe đêm của mình, người ta thích hợp ví cho nên bám theo em mà thôi. Dù rằng lời của cậu Minh còn văng vẳng ở bên tai, nếu như theo lời của cậu nguyên do bắt nguồn từ chính hành động của em, điều này lẽ ra là dễ dàng nếu em còn tỉnh táo để mọi người hỏi chuyện trực tiếp. Nhưng chuyện lúc đó không còn đơn giản như vậy, vì phần lớn thời gian em không còn là chính mình. Sau khi bình tĩnh lại, hai mẹ con Hân gặp nhau trong một ngôi chùa lớn ở quận 3. Dù nhớ lời dặn của cậu Miên về việc Hân không được lên Sài Gòn, thế nhưng vì lo cho em, lo cho mẹ, Hân vẫn đánh liều. Từ lúc em xảy ra chuyện, Hân cứ luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Sau khi gặp con gái, nghe Hân thuật lại lời của cậu Miên nhắn, mẹ Hân tái cả mặt. Bà thừa nhận có tìm được một bà đồng xin đạo bùa, hướng dẫn đốt thành tro rồi bỏ vào đồ ăn. Biết mẹ đang tìm cách giúp mình và bạn trai, Hân động viên mẹ rồi hỏi bà tình hình những ngày này của em. Theo lời của mẹ Hân, bà cùng chú Bình âm thầm chạy theo em, nhưng tuyệt nhiên không có điều gì bất thường xảy ra. Có chăng chỉ là trái ngược với khoảng thời gian trước đây, thì dạo đó em ăn uống rất ít, buổi trưa hay tối cũng không ngủ mà chỉ chạy xe ngoài đường dù không có khách. Nhìn em ngày càng suy kiệt, Hân xót lắm nhưng chẳng thể làm gì khác được ngoài việc bình tĩnh tìm cách giải quyết vấn đề. Run rồi thế nào, lúc Hân và mẹ đang nói chuyện, em lại chở khách đến đẩy chùa, và em biết được Hân đang ở bên trong. Em đứng bên ngoài cổng chùa trừng mắt như điên dại, hét lớn gọi tên của vợ. Hân, mau ra đây, con tao đâu, con tao đâu? Từ thái độ và giọng nói lạnh lẽo của em khi đó, Hân và mẹ đã biết người trước mặt không còn phải là em. Khi đó Hân nhìn chăm chăm vào em, mím chặt đầu môi một lúc rồi mới lấy dũng khí rồi hét lên. Mày không phải anh Tuấn, mày là ai, mày muốn gì, mày nói đi. Nghe tiếng hét của Hân, em đột nhiên đau đầu dữ dội, chỉ biết ôm đầu nhăn nhó. Xung quanh cũng văng vẳng tiếng chuông chùa, tiếng tụng kinh gõ mõ rền vang, xen lẫn trong đó là tiếng khóc rồi tiếng cười khúc khích của trẻ con. Em lăn lộn một hồi trước cổng chùa thì nằm im bất động. Lúc ấy Hân mới dám mon men lại gần kiểm tra tình hình của em, thì thấy cả người em nóng như hòn than.
Vậy là em sốt cao từ lúc đó cho đến tận ngày hôm sau vẫn sốt. Dù ở bệnh viện rồi được tiêm truyền các loại thuốc, nhưng em chỉ tạm thời hạ sốt vào ban ngày. Từ chiều tối đến đêm lại sốt cao, không cách nào hạ được rồi rơi vào hôn mê, nằm đi bì trên giường bệnh, mấy ngày không tỉnh. Trong lúc ấy Hân cũng phát sốt, cả người mệt lạ lờ đờ. Rồi tiến hành các xét nghiệm cũng không tìm được nguyên do sốt của em và Hân lúc bấy giờ. Mà Hân thì lại càng hơi thở yếu đi. Trong lúc nguy cấp, mẹ Hân nhận ra được cuộc gọi từ cậu Miên. Cậu đề nghị gia đình Hân chuyển Hân lên miếu với cậu ngay. Chị dâu và anh trai Hân phải vội vã từ quê chạy lên Sài Gòn để đưa Hân về miếu. Chỉ có như vậy Hân và đứa bé mới được an toàn. Anh và chị dâu thì bán tín bán nghi, không muốn giao đứa em đang mang bầu cho một người lạ, lại còn sống ở một nơi hẻo lánh trên núi. Thật chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Chưa kể Hân vẫn còn đang sốt cao, đến bác sĩ còn bó tay thì một ông thầy hành nghề tâm linh có thể làm gì. Nhưng đôi khi có những chuyện chẳng ai có thể lý giải được. Hân quyết ở lại miếu cậu Miên. Trước quyết định của Hân, anh trai và chị dâu đành phải nghe theo. Cả hai vẫn còn nghi ngờ và lo lắng không yên, cho đến khi tới trước cửa miếu thì Hân đỡ sốt. Da dẻ hồng hào lên trông thấy và tỉnh táo hơn, chứ không nhợt nhạt tái mét như mấy ngày vừa rồi. Trước sự kỳ lạ này, anh chị Hân cuối cùng cũng an tâm để Hân ở lại. Cậu Miên chỉ nhận Hân, không nhận bất cứ đồ đạc vật dụng nào từ nhà mang theo. Ngay cả quần áo đang mặc trên người cũng được trả lại hết, và thêm một bộ đồ của người phụ việc trong miếu. Trước khi Hân bước qua cửa miếu, cậu Miên phủ lên đầu của Hân mảnh vải chuyên dùng để may y phục thầy tu, để cho Hân một đôi dép được đan từ cành dâu tằm tươi để thay cho đôi giày đang mang. Người nhà không được vào theo, chỉ có thể ở dưới chân núi để anh chị Hân yên tâm. Cậu Miên cũng viết giấy cam kết đảm bảo Hân và em bé sẽ an toàn, nếu không cậu sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm. Kể từ lúc ấy Hân vào trong miếu thì em ở bệnh viện cũng từ từ tỉnh dậy. Vừa mở mắt em liền hỏi mẹ Hân, còn cứ nghe tiếng của người gọi, mẹ ơi cứu con. Em chỉ kịp nói như vậy rồi cả người lại bắt đầu run lên bần bật như bị nhập, mặt mũi xám đen vô cùng đáng sợ. Em vật lộn như lên đồng, bao nhiêu người giữ lại không được. Một mình Hoàng với thân hình gầy gò sau một thời gian bất ổn lại có thể đẩy ngã mấy bác sĩ cộng với mấy người đàn ông khỏe mạnh, không cách nào giữ em lại được. Mọi người đành bất lực đứng nhìn theo dáng của em điên điên dại dại chạy ra khỏi bệnh viện. Em cứ chạy như vậy một hồi, mẹ Hân tất tần đuổi theo nhưng không kịp. Chỉ vừa chạy ra khỏi bệnh viện thì đã bị mất dấu. Em chạy như là bị thôi miên, đến khi tỉnh táo lại thì đã thấy bản thân đang ngồi ở một cái ngã tư. Ngỡ ngàng một hồi, em cố gắng lấy lại tỉnh táo để xem mình đang ở đâu thì cuối cùng cũng nhận ra bản thân đang ở một cái ngã tư tận dưới Thủ Đức. Nếu biết mình đang ở đâu, em sốc đến độ bật khóc. Hoàng mang nhìn chung quanh một hồi rồi lục tìm điện thoại, nhưng ngoài cái thân tàn tạ ra thì trên người em chẳng mang theo gì cả. Cơ mày cậu bán hủ tiếu ở đối diện thì em ngơ ngác nên chạy lại hỏi. Lúc ấy em như bám được vào chiếc phao cứu sinh, cố gắng dùng sự tỉnh táo ít nổi hiện nhờ cô bán hủ tiếu gọi về cho Hân. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao, cái số điện thoại em vốn thuộc lầu lầu và được khắc ghi trong tim như số điện thoại của bạn gái mà em lại nhất thời không thể nhớ nổi. Ngay cả số điện thoại của bản thân hay người em cũng không biết. Cứ như thể những người ấy chưa từng tồn tại trong cuộc đời của em vậy. Thế em cứ ngơ ngác mãi, cậu bán hủ tiếu mới hỏi địa chỉ để trở về tận nhà. Em lại bần thần ngẫm nghĩ một lúc, trong đầu trống rỗng khó hiểu, không biết miêu tả thế nào với cô bán hủ tiếu. Trong lúc em cố gắng tự hỏi rồi tự ép bản thân phải nhớ ra mình sống ở đâu, thì cô bán hủ tiếu đã cầm sẵn điện thoại, cùng bấm sẵn số của công an. Sau khi cô bán hủ tiếu bấm số gọi thì ở quán hủ tiếu bên kia đường xuất hiện một khách nữ. Nhìn từ xa không rõ nhưng mà cứ có cảm giác rất là xinh xắn. Cô này không ngồi vào bàn mà đeo ba lô đứng đó nhìn về phía của em. Kỳ lạ là trong khi ấy em lại đột nhiên đóng vanh vách địa chỉ. Thế vậy cô bán hủ tiếu liền nhờ chồng chở em về. Trên đường về được chú bán hủ tiếu đưa về, chẳng có cố gắng bình tâm lại nên em mải mê nghĩ, chẳng hề để ý gì chung quanh. Đến khi xe dừng trước cửa của một ngôi nhà hai tầng được xây theo kiểu cũ, cửa đóng then cài im lìm, em mới ngớ người. Đây là đâu hả chú?
Chú bán hủ tiếu thấy em ngơ ngác thì liền hoảng hồn. Ô cái cậu này, cậu chờ bảo nhà cậu ở đây còn gì? Không, không phải, cháu không có ở đây chú ơi. Thế mặt em mếu máo như sắp khóc, chú bán hủ tiếu cũng hoảng theo. Thế giờ làm sao? Thôi tôi chờ cậu lên đồn công an, có gì họ tìm người nhà cho cậu nhé. Tuy biết ngôi nhà trước mặt không phải nhà mình, thế nhưng chẳng hiểu sao em cứ quyến luyến mãi không muốn đi. Thấy em lững lờ mãi không quyết, chú bán hủ tiếu hết kiên nhẫn. Cậu không nhanh lên là tôi mặc kệ cậu đấy nha. Căn nhà vốn đóng cửa then cài im lìm, liền có tiếng lách cách mở cửa. Em lại như biến thành người khác, nhận miệng cười với chú bán hủ tiếu. Dạ cảm ơn chú, nhà con đây rồi. Cửa nhà cửa cổng tự mở, chú bán hủ tiếu thấy vậy sợ quá liền phóng xe đi. Em quay người nhìn vào bên trong, thấy có bóng dáng của cô gái đứng sau rèm cửa liền đuôi về. Định bước vào bên trong thì bị một bàn tay kéo lại. Cần muốn đi đâu, quay lại ngay. Nghe tiếng mẹ Hân quát, em liền quay lại nhận ra mẹ Hân. Em cứ như vậy òa khóc. Sao con ở đây, anh có biết không? Em chẳng biết gì cả, mọi thứ trong đầu trống rỗng. Em ra sức lắc đầu. Mẹ Hân nhìn vào ngôi nhà cười mở, nhưng trong nhà không có một bóng người. Chỉ có ánh đèn thờ đỏ rực tỏa ra. Rồi là ban ngày nhưng nó vẫn khiến người ta khi vào vẫn thấy gai người. Có lẽ nguyên do là từ đây, mẹ Hân nằm chặt tay, quyết tâm bước qua cổng vào nhà. Lúc ấy sau tấm rèm cửa, một đôi mắt ẩn hiện. Đôi mắt đó hình như cũng đang quan sát từng cử chỉ của em và mẹ Hân. Mẹ Hân chắc cũng nhắc thấy ánh mắt đáng sợ kia cho nên giật mình, bước chân cũng run rẩy và chậm lại. Nhưng không dễ dàng gì mà tìm được đến đây. Dù cho phải đối mặt với chuyện này thế nào, mẹ Hân cũng giải quyết không bỏ chạy, cho nên bà cố gắng bước từng bước tiến vào bên trong. Em và mẹ Hân đi tới giữa khoảng sân nhỏ thì một cặp vợ chồng đi từ ngoài về. Hai bên ngạc nhiên nhìn nhau. Em và mẹ Hân được mời vào gian nhà nhỏ bên cạnh thay vì gian nhà chính đã buông rèm. Cặp vợ chồng lớn tuổi gượng cười chào hỏi. Trái với sự lo sợ hoặc tức giận thường thấy khi có một người lạ cố gắng đột nhập vào nhà của mình, cặp vợ chồng lại tỏ ra áy náy với người trước mặt. Sau khi nghe bà Hân kể lại mọi chuyện, hai ông bà bật khóc. Con gái họ mới mất cách đây một tháng. Cô gái là sinh viên năm cuối từ Bình Thạnh xuống Thủ Đức thăm bạn trai, cũng là chồng sắp cưới đang làm việc ở đấy. Lúc về lại Bình Thạnh thì gặp tai nạn ở ngã tư Thủ Đức, mất tại chỗ. Từ lúc mất, cô gái nhiều lần bắt xe về nhà, hầu hết là những chuyến xe đêm. Nhưng cô gái chỉ bắt xe từ địa điểm bị tai nạn về nhà thăm bố mẹ rồi đi xuống Thủ Đức thăm bạn trai, chứ không hề làm hại ai cả. Nhiều tài xế chở cô gái cũng đã nhận tiền âm của cô gái, nhưng ông bà cho biết chưa có ai bị cô hành như là em cả, lại càng không có chuyện đập bắt con là gì. Mẹ Hân xin phép hai ông bà cùng em lên thắp hương cho cô gái xấu số. Hai ông bà lưỡng lự. Từ lúc con gái mất, nhà trên lạnh lẽo một cách đầy khó hiểu. Ai mà yếu bước vào khi về sẽ bị bệnh ngay. Dần dần thì chính người thân trong gia đình cũng sợ hãi, không ai dám qua lại nhà ông bà ngay đến thắp cho cô gái một nén nhang nữa. Rồi được ông bà cảnh báo là như vậy. Thế nhưng mẹ Hân vẫn xin được cùng em lên trên thắp cho cô gái một nén hương. Đúng như lời của ông bà nói, căn nhà chính thực sự rất là bất thường. Khói nhang, ánh đèn thờ và sự âm u lạnh lẽo trong nhà khiến cho người ta rợn cả người. Chính bà mẹ cô gái cũng không biết lý do vì sao cô lại làm như vậy với em. Họ đã mời thầy về làm lễ tại địa điểm cô bị tai nạn và làm lễ tại nhà của mình. Thế nhưng mà tình trạng tài xế bị cô bắt chuyến xe đêm vẫn cứ như vậy diễn ra. Những người sống gần ngã tư Thủ Đức cũng đã nói họ vẫn thấy cô gái đứng đợi xe ở đó. Ở bên cạnh cô gái khi thì có thêm người nam trẻ, khi thì không. Thế nhưng cô gái luôn đứng đó vẫy tay với cái ba lô ở trên vai. Rời khỏi nhà, cô gái mẹ của Hân đưa em trở lại bệnh viện. Sau khi tiến hành mọi kiểm tra và được bác sĩ kết luận sức khỏe bình thường, mẹ Hân đưa em về nhà. Gia đình sáng hôm sau sẽ đưa em lên nương nhà cậu Miên và nhờ cậu tìm cách giúp. Thì đêm ấy cô gái giận dữ tìm đến, trách móc em bỏ mình, muốn dẫn em và con đi theo để đoàn tụ gia đình. Trong cơn mê man, em sợ hãi cố gắng thoát ra thì bừng tỉnh.
Giữa đêm mẹ của Hân phải lật đật đưa em về gặp cậu Miên, không dám đợi cho đến khi sáng nữa. Rõ ràng là mùa hè, thế nhưng gió lại rít lên từng hồi bên tai. Mẹ Hân run rẩy cầm lái, em thì ngồi sau xe như là người mất hồn vậy. Chiếc xe máy cũ thường ngày cọc cạch nay lại thương em và người mẹ vợ tương lai, thương em như con ruột đang cầm lái kia mà gắng sức chạy bon bon trên đường. Cảm nhận được hơi thở dần yếu ớt và sự im lặng đáng sợ của em, mẹ của Hân đánh liều nhắm mắt vặn tay ga tăng tốc. Chiếc xe lao vút đi trong đêm tối. Vừa lái xe, mẹ của Hân vừa thành tâm niệm Phật cầu cứu Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Bi. Em ở phía sau nghe rõ lắm, nhưng cả người em lúc đó không còn sức, chỉ có thể cố gắng thi thoảng mới nói được câu niệm Phật trọn vẹn. Phía sau em, tiếng cô gái vẫn còn vọng tới. Nhận cuốc xe đi, mau nhận đi. Tại sao anh không nhận? Tại sao anh bỏ em? Mẹ Hân cũng nghe tiếng cô gái nhưng cố gắng bỏ ngoài tai những lời ấy, chỉ tập trung lái xe miệng thầm niệm Phật trong đầu. Trời vừa sáng rõ, em và mẹ của Hân cũng tới chân núi. Mẹ Hân đưa em lên trước cổng miếu. Cậu Miên đã đứng đó đợi sẵn từ bao giờ. Cậu cho người dìu em vào trong miếu. Sau khi thu xếp chỗ nghỉ cho em, cậu Miên đưa Hân đến. Em mừng lắm vì nhìn thấy Hân vẫn khỏe mạnh và tươi tắn. Sau khi bình tâm lại, em liên hệ với chú Bình, nhờ chú trao đổi với ứng dụng đặt xe. Cuối cùng cũng kiểm tra được ngày đó, ngày mà cô gái trẻ kia gặp tai nạn. Em phần vì vội về khi nhận tin Hân sốt cao, phần vì thấy địa điểm đón khách khá hẻo lánh, vắng vẻ nên từ chối cuốc xe giữa đêm khuya. Vì bị từ chối lại cũng muốn đảm bảo an toàn cho bạn gái, nên bạn trai cô gái không còn cách nào khác phải lấy xe chở cô về, dù trước đó công việc đã gần 2 ngày 2 đêm không ngủ. Đi chưa được bao xa thì cả hai gặp tai nạn thương tâm mất tại chỗ. Không lâu sau đó bạn trai đã rời đi, nhưng cô gái lại mang theo oán hận, không cam tâm rời đi như vậy. Cô là con một, bạn trai cũng là con một. Cả hai dự định đợi cô tốt nghiệp sẽ lập tức làm đám cưới rồi sinh con. Nhưng dự định còn đó mà người đã không còn. Cô gái vì vậy mới ở đó bắt rất nhiều chuyến xe đêm để tìm được người tài xế đã từ chối cuốc xe của mình, đổ hết mọi oán hận lên đầu của em. Đến khi biết Hân mang bầu, oan hồn cô gái trẻ kia lại càng không cam tâm, muốn bắt bố con em đi theo để cùng mình tạo thành một gia đình. Sau khi tỏ tường mọi chuyện, em và Hân cùng cậu Miên về Sài Gòn làm lễ tạ tội và cùng ba mẹ cô làm lễ cầu siêu cho cô gái. Sau lễ, Hân về Sài Gòn đi làm trở lại, còn em thì ở lại miếu tu tập cùng cậu Miên để tăng cô gái trẻ. Mãn tăng 3 năm của cô mới được trở về nhà. Đó là những chuyện em đã trải qua về cái sự hút âm của mình. Giờ thì em với Hân chuẩn bị làm đám cưới. Em cũng quay lại công việc thiết kế, mới đi làm lại đây thôi, nhưng cũng có khá chuyện tâm linh nơi công sở. Hẹn mọi người một ngày gần nhất em sẽ viết thêm về những chuyện ấy. Có cái em được nghe, có cái em tự mình gặp phải. Chắc mọi người cũng thắc mắc giống như em. Vốn dĩ anh Minh vẫn đi theo để phù hộ cho em, mà sao lúc đụng với oan hồn cô gái trẻ kia thật lại không thấy anh ấy, đúng không? Sau khi mọi chuyện đã qua đi, em cũng thắc mắc với Hân như vậy. Mà trước ngày Hân đi khám thai sau 3 tháng đầu thì anh Minh mới xuất hiện. Ông anh ấy cũng theo em lên miếu, mà ở chốn tâm linh lại cũng chuyên tâm tu tập nên không làm phiền em, không cho em thấy. Lần này gặp em chỉ nhẹ nhàng thông báo là em sắp có một thằng cu kháu khỉnh, có khi ông ấy cũng sắp phải đi rồi. Nói thật là lúc nghe những lời đó, tim em đau nhói, lồng ngực cứ thấy tưng tức, nghẹn ứ ở cổ. Em chảy cả nước mắt nhìn ông anh mà em coi như anh ruột từ từ biến mất. Mà cuối cùng em cũng biết được lý do vì sao lúc mới mất anh Minh lại tức giận như vậy. Giai đoạn đầu tiên đúng là vì ông ấy tức giận, oán trách cuộc đời rồi đến oán trách em vì đã không nghe điện thoại. Đến khi biết em đổi số đổi điện thoại mà không nói cho mình biết, anh Minh lại càng giận dữ. Và bất lực vì không thể cho mọi người thích mình, vì không thể an ủi bà nội, không thể nói với mọi người lời sau cùng. Nhưng mà dẫu vậy anh Minh vẫn là anh Minh, là người anh hiền lành tốt tính và có trí tuệ mà em biết. Cho nên sau đó anh đã chấp nhận được cái chết và lựa chọn của mình ở thời điểm đấy. Cũng nói với em và mọi người đừng canh cánh trong lòng câu hỏi vì sao. Nghiệp của anh gánh,
và nhờ em nhắn với bà nội, anh rất thích căn nhà hiện tại mà bà và cậu đã sửa sang theo ý nguyện của anh. Anh không nói rõ nhưng chỉ xin lỗi em vì lúc em gặp chuyện đã không ở bên cạnh. Em hỏi vì sao, anh Minh cười buồn, lưỡng lự một lúc rồi lý nhí nói gì không rõ. Em chỉ nghe được mấy chữ: anh phải đi lặp lại nỗi đau đớn của mình. Em cắn chặt môi đến bật máu để không khóc thành tiếng. Đối với em thì không phải lúc nào cũng gặp nhau, ngày nào cũng trò chuyện mới là thân thiết. Đối với em, một người quan trọng với một người là khi luôn nhớ đến nhau, luôn yêu thương và trân trọng nhau. Nhưng mà đôi khi cách nghĩ và cách hành động này của em cũng dẫn đến những nuối tiếc giống như chuyện của anh Minh. Em vừa tu tập cho nghiệp của mình và hồi hướng tới anh Minh và mong anh được an lành trong chánh pháp. Tất là cách mà em yêu thương một người. Cho đến khi em ngồi gõ những dòng này thì em vừa mới rời khỏi miếu sau 3 năm tu tập tại gia. Con trai em đã được 3 tuổi, vợ chồng em quyết định tổ chức lễ cưới vào ngày sinh nhật của con. Em cũng không thấy anh Minh thêm một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.